Mà chúng ta học cái bài nó gồm có hai khái niệm, một khái niệm đó là hit và một khái niệm đó là hàng giờ ưu tiên. Để chúng ta nhớ nhanh nhé. Cái này là nó gọi là cấu trúc đống, còn cái này nó là hàng giờ ưu tiên. Có hai khái niệm học cùng lúc luôn nhé. Thì cái hàng ưu tiên này là cái phần chính, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải học cái khái niệm đống này trước. Bài này có lẽ hơi dài đi, chứ nếu chúng ta kịp thì học trong một buổi, còn nếu mà không kịp thì phải dồn sang hai buổi. Rồi bây giờ nó sang chúng ta học luôn nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện về khái niệm là hit trước. Hit nhé. Thì hit là cái gì, hay là về tôi là đống. Đống này, cái từ đống thì người ta hiểu là người ta gọi đống là vun đống lên đấy hả. Thì hip là cái gì? Hip là cái này nhé, hip là khái niệm hip nhé. Hay là khái niệm đống, nó là khái niệm như sau này. Nó là khái niệm, nó là một cái mô hình dữ liệu mà nó làm, nó có cái dạng, có kiểu dạng như là cái cây nhị phân. Cây nhị phân, nhưng tuy nhiên nó được thiết lập và tạo ra tương đương với một cái mảng dữ liệu một chiều. Nôm na như vậy nhé. Như vậy đống là cái gì? Đống nó là một cấu trúc cây nhị phân. Chúng ta chưa học đến mô hình cây đúng không? Thì ở đây chúng ta hiểu cái từ cây nhị phân, hiểu một cách rất là đơn giản đã. Còn sang đến cái phần sau của chương trình, sang đến cái chương sau thì chúng ta sẽ học chuẩn xác hơn khái niệm là cây, cấu trúc cây và cây nhị phân. Còn lần này là khái niệm là cấu trúc cây nhị phân đơn giản. Được thiết lập. Được thiết lập mà tương ứng hai chiều với một cái mảng dữ liệu một chiều. Hay nói một cái khác nhé, là khái niệm đống ấy thực chất nó chỉ là một cái mảng một chiều thôi. Nhưng mà nó được vun đống lên, nó là một cái mảng dữ liệu một chiều, nhưng được người ta vun đống lên một cái mảng như này nhé. Và sau đó người ta sẽ vun đống lên thành những cái có dạng như thế này. Đây. Vun đống lên thành những cái có hình dạng dạng cây như thế này. Thì đây là cái mảng một chiều, cái mảng dữ liệu một chiều. Còn đây là cây nhị phân. Và giữa cái cây nhị phân này là hip nhé. Thì giữa cái hip này và cái mảng này nó có cái quan hệ là tương đương 1:1. Thì tôi hình dung là như vậy. Bây giờ tôi nói kỹ hơn để chúng ta hình dung nhé. Bây giờ chúng ta sẽ hình dung như vậy là từ một cái mảng một chiều, làm thế nào để chúng ta thiết lập được với cây nhị phân hay là hip, và ngược lại, một cái cây hip, một cây nhị phân là một cái hip, chúng ta có thể tương đương với một cái mảng thì làm như thế nào? Thì như đơn giản nhẹ đấy nhé. Rất đơn giản thôi là như thế này. Bây giờ cho trước một cái mảng một chiều đi. Ví dụ như là A bằng, ví dụ thôi nhé. Ví dụ chúng ta lấy một cái mảng, các bạn có thể cho một cái mảng bất kỳ nhé, một cái mảng bất kỳ nào đó, và chúng ta sẽ vẽ ra cái đống của nó nhé. Một cái mảng đây ví dụ như là 2 1 10 0 7 6, đây ví dụ như vậy nhé. Một cái mảng cũng có phần tử 2 1 10 0 7 6. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra cái cây nhị phân ứng cái mảng này làm như sau. Chúng ta đi từ đầu nhé, chúng ta đi từ đầu của cái mảng, đi từ đầu về cuối. Và chúng ta sẽ, mỗi từ đây chúng ta sẽ vẽ ra cây. Chúng ta vẽ cây bắt đầu từ gốc 2, gốc nhé, sau 1, gốc, sau chúng ta vẽ cái cây con bên trái, đây là 1 này, sang bên phải sẽ là 10. Sau 10 sẽ là 0, 0 ở bên này, 0 ở đây. Và sau đó 0 là số 7, và đây là 6. Đấy. Thì đây chính là cái cây nhị phân, đây là cái cây nhị phân tương ứng hay tương đương với cái mảng này. Cây nhị phân này, cái mô hình này, cái mô hình cây nhị phân ứng với cái mảng này, người ta gọi chung là, người ta gọi chung cái từ là hip nhé, hay là cái đống. Tôi nôm na là một cái dãy là 2 1 10 0 7 6, chúng ta sẽ vun đống lên. Đây. Vun đống lên. Đấy.
Thì cách vuốt đống là như này nhé, chúng ta hoặc là chúng ta đi từ trên xuống này, chúng ta bắt đầu từ số 2 là gốc này, đấy. Xong chúng ta sẽ đi theo kiểu từ trên xuống, từ phải, từ trái sang phải. Đầu tiên là 2 nhé, xong 1 là bên này, xong 10 sẽ là ở đây này. Đấy, các thầy cô chú ý nhé. Nó rất đơn giản thôi, nó không không có gì là phức tạp cả. Hiện nay chúng ta đây, chúng ta ở đây, chúng ta không cần đi quá sâu vào cái cấu trúc cây theo đúng nghĩa, mà chúng ta chỉ tưởng tượng nó làm cái cây nhị phân tối thiểu như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Sau 10 sẽ là 0, không sẽ là vào từ đây. Sau đó tiêu là 7, 6, được chưa? Và ngược lại, chúng ta vẽ cây từ trên xuống, còn chúng ta hoàn toàn có thể vẽ cây từ dưới lên là như sau nhé. Cây từ dưới lên là hơi khó đấy, thôi được, không được, bắt buộc phải vẽ từ trên xuống, bắt buộc được nhé. Được rồi, thế thì chúng ta sẽ như vậy là như sau. Như vậy là mỗi một cái mảng một chiều ứng một cái cây như vậy, và ngược lại cho trước một cây, ngược lại này, cho trước một cái cây nhị phân này chúng ta có thể biến đổi nó thành về một cái mảng một chiều được hay không? Mảng một chiều hoàn toàn được nhé. À, như sau, chúng ta sẽ bắt đầu từ gốc, chúng ta đi từ trên xuống và từ bên trái sang phải lần lượt. Đầu tiên là cái hàng thứ nhất, sau hàng thứ hai, sau hàng thứ ba, cứ như vậy đến cuối, và chúng ta sẽ điền nó ra thành cái mảng. Đây, lấy ví dụ nhé, tôi có một cây nhị phân bất kỳ đây, ví dụ đây là 10 này, 5 này, 6 này, 12 này, 7 này, 4 này, 13, 11, 2, 6, 9, 20. Đấy, như vậy nhé. Từ trên xuống này, từ trái sang, và từ trái sang phải, và đến cái hàng cuối cùng, thì vấn đề là nó phải liên tục, không được có ô đồ trống cả, thì nó mới vẽ được hình cây rồi. Chúng ta vẽ cho ta tạo ra được đây là cây nhé. Chúng ta tạo ra mảng này, cùng khó này là 10 này, 5 này, 6 này, 12 này, 7 này, 8 này, 13 này, 11 này, 2 này, 6 này, 9 này, 20 đó. Thì như vậy đây là đây chính là cái mảng ứng với cái cây này. Thì cây này muốn mà nó tạo ra được cái mảng một chiều như vậy, nó phải thỏa mãn những cái gì? Là tất cả các cái hàng, tôi gọi đây là các cái hàng, đây là hàng 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 không, hay gọi là mức nhất, mức không này, đây là mức 1. Đây là mức 0, đây là mức 1, đây là mức 2, đây là mức 3. Thì tất cả các mức ở phía trên này đều phải là có đủ hết tất cả các phần tử, không chỗ nào thiếu cả. Còn cái hàng cuối cùng này là phải là một dãy liên tục, không được bỏ trống ở giữa. Được chưa? Thì cây nhị phân mà thỏa mãn cái điều kiện này thì người ta gọi là cây nhị phân hoàn chỉnh. Chúng ta có thể nhìn cây nhị phân hoàn chỉnh. Cây nhị phân hoàn chỉnh. Nôm na là cái cây mà chúng ta đi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nó phải liên tục, không được cắt, không được có ô trống ở giữa, phải liên tục. Khi nào kết thúc thì thôi, kết thúc nằm ở cái hàng cuối cùng, nằm đây là kết thúc ở đây, thì cái cây đó nó gọi là cây hoàn chỉnh. Thì như vậy cây hoàn chỉnh thì nó mới ứng với một cái mảng một chiều được. Đấy. Đấy, như vậy như sau nhé, tổng kết lại này, như vậy là cái mô hình hít của chúng ta mình đóng ấy là như sau, là mô hình một cây nhị phân hoàn chỉnh, nó sẽ có tương ứng một với một cái mảng một chiều có n phân tử bất kỳ. Được chưa? Như vậy từ nay trở đi thì là tôi sẽ luôn nói về cái mô hình hiếp, hay là mô hình ứng với nó là chính là một cái cây nhị phân hoàn chỉnh. Mà khi nói về hiếp ấy là tương đương với nó là một cái mảng, một cái dãy, một cái list một chiều nào đó. Được chưa? Chúng ta chú ý. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái hit này thì nó chúng ta luôn luôn là gì? Chúng ta luôn luôn coi đồng nhất nó. Như vậy chúng ta sẽ đồng nhất như sau nhé. Chúng ta sẽ đồng nhất một cái dãy A, một cái mảng A này. A0 này, A1 này,
AN nhé. Ứng đó là một cái cây nhị phân hoàn chỉnh. Một cây nhị phân hoàn chỉnh. Cây nhị phân hoàn chỉnh. Có cái dạng đây, đây là A0 này. A1 này. A1 này, đây là A2 này. Đây là A3 này. Đây là A4 này. Đây là A5 này. Đây là A6. Cứ như vậy. Khi nào hết thì thôi nhé. Dừng lại ở một cái ô nào đó. Được chưa? Thì như vậy là có cái tương đương ứng hai chiều một cái kênh nhị phân. Đấy. Thì với kênh nhị phân thì chúng ta chú ý là để tôi coi lại cái kênh nhị phân nhé, chúng ta cũng có một vài cái định nghĩa cũng đơn giản thôi. Các bạn không cần thiết phải hiểu thật cặn kẽ đâu. Cái phần kênh nhị phân này sẽ được học kỹ hơn trong cái chương sau, trong cái phần sau của chương trình nhé. Ứng đó là trong cái chủ đề 2, cái chủ đề thứ 2 của cuốn sách chuyên đề khoa học máy tính lớp 12 đấy. Cái cuốn, nhớ lại cái cuốn chuyên đề tin học lớp 12 của chúng ta ấy, chuyên đề tin học 12 khoa học máy tính ấy, thì nó có 3 chương. Chương 1 là nói về ngăn xếp và hàng đợi, nhưng mà nó không nói về cái cấu trúc mà hàng đợi ưu tiên, không có. Mà đây tôi sẽ đưa vào, nó rất quan trọng, hàng đợi ưu tiên này. Nó liên quan rất nhiều đến cái phần sau học chúng ta học về đồ thị, nó liên quan, thì tôi đưa nó vào. Cái hàng đợi ưu tiên của chúng ta học hôm nay này là nó là một cái dạng mở rộng của cái mô hình hàng đợi, được chưa? Nên cái chương 1 của cuốn sách tin 12, chuyên đề tin học 12 khoa máy tính là nói về cái ăn xếp và hàng đợi. Cái chương 2 là nói về mô hình cây nhị phân. Và cái chương 3 là nói về đồ thị, tất nhiên nó nói một chút thôi, không nhiều, thì tôi trong cái phần góc này tôi nói sâu hơn chút để các bạn hình dung nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay sang một số các cái định nghĩa, các khái niệm liên quan đến cây nhị phân nhé, hay là liên quan đến hip đấy, một số khái niệm nhé, một số định nghĩa và khái niệm nhé liên quan đến cây nhị phân. Và tất nhiên chúng ta trong cái trình này chúng ta chỉ học cây nhị phân hoàn chỉnh thôi, chúng ta không học cây nhị phân tổng quát bất kỳ, mà chúng ta chỉ học cây nhị phân hoàn chỉnh. Cái chúng ta cần ấy là chỉ cây nhị phân hoàn chỉnh thôi nhé, cây nhị phân hoàn chỉnh. Hay nói cái khác là khi nhắc cây nhị phân hoàn chỉnh là nó sẽ tương ứng một với một cái mảng một chiều, luôn luôn là như vậy. Cho nên khi mà tôi nói về cái một cái mảng A, thì tôi biết là cái mảng A hay là cây nhị phân hoàn chỉnh A hay là đống A cũng không sao cả, hip A. Như vậy khi tôi vẽ một cái mảng A nhé, mảng A cũng tương đương là cây A, cây nhị phân A không sao cả. Chúng ta hiểu nó là một. Rồi, hay là tương đương là một cái hip hay một cái đống, cấu trúc đống A cũng không sao cả. Ở đây chúng ta phần này chúng ta không cần chưa cần học sâu hơn về cái mô hình cây, chứ ở đây chúng ta chỉ hiểu nó là như vậy, được chưa? Thế thì mà đây là có một cái cấu trúc nó đây, ví dụ 2 này, 5 này, 7 này, 9 này, 8 này, 10 này, 11 này, như thế nhé. Thì cái nút đầu tiên trên cùng này, nút này nó là nút góc nhá, nó là nút góc hay là gốc, được chưa? Thì trong mô hình cây nhị phân ấy, thì mỗi một cái nút bất kỳ nó đều phải có một, nó phải là trung bình nó có hai nút con. Thì đây là nút con trái này, đây là nút con trái nhé, nút con trái, đây là nút con phải. Thì mọi cái phần tử ở trong cái mọi cái ô, một cái nút ở trong cây nhị phân hoàn chỉnh đều bắt buộc phải có là hai nút con trái phải, trừ ra nút cuối cùng. Tôi lấy ví dụ như đây, đây 13, thì cái môi này thì cái nút này nó chỉ có cái nút 9 này nó chỉ có một nút con trái thôi, không có nút con phải. Còn tất cả 2, 5, 7, 3 nút này này đều có là hai nút con nhé. Được rồi, như vậy là đối với nút mẹ là nút cha là 2, thì 5, 7 là hai nút con. Còn đối với nút 5 ấy, thì A là 2 là nút cha của mình. Như vậy là
mọi nút ở trong cây nhị phân phải có nút cha của mình, còn riêng nút gốc thì không có nút cha. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đấy. Đấy, chúng ta chú ý nhé, thì nó là như vậy. Chúng ta chú ý như vậy là gì, có khái niệm là nút con, nút con và nút cha. Thì chúng ta chú ý là mọi nút ở trong cây nhị phân đống ấy đều có hai nút con, trái và phải, trừ ra nút cuối cùng thôi, trừ ra mọi nút đều có, mà thực sự tôi vẫn không đúng, vì vừa đây nút này, cái nút này là nút không nút con đúng không nút con, còn nút nút này là có một nút con là trái, nút này là không nút con, được chưa? Thôi tôi nói xong, tôi nói định nghĩa xong, vì tôi đi tiếp nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái quan hệ giữa nút cha và nút con và chỉ số của chúng ở trong cái mảng gốc này. Đấy, bây giờ tôi viết lại cho chúng ta hình dung, như tôi vẽ ra một cái mảng như thế này, và chúng ta cùng nhau cho tìm hiểu, chúng ta tìm hiểu cái quan hệ chỉ số của các nút nhé trong cây nhị phân hoàn chỉnh của chúng ta nhé. Lấy ví dụ nhé, chúng ta tìm một cái cây nhị phân với bất kỳ nhận 2 này, 3 này, 5 này, 10 này, 9 này, 12 này, 8 này, 1 này, 0 này, 7 này, 20, tôi ví dụ như vậy nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này, nó sẽ ứng với một cái mảng của chúng ta chính là 2, 2, 3, 5, 10, 9, 12, 8, 1, 0, 7 và 20 nhé. 0, 7, 20 đây là số 10 và số 1 riêng thôi nhé. Đây, số 1, 7, 20 đây. Đây. Chúng ta cùng nhau xem chỉ số nhé. Số 2 là chỉ số chính là 0, tôi biết 0 bên cạnh, đây là chỉ số, tôi biết vẽ ở dưới này 0 nhé, đây là chỉ số là 0, ứng với này là 0 rồi này, 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Cái mảng này có 11 phần tử và có 10, ứng với là 10 chỉ số là từ 0 đến 10 đấy nhé. Đây là 0 này, đây là 1 này, đây là 2 này, 3 này, đây là 4 này, đây là 5 này, đây là 6 này, đây là 7 này, đây là 8 này, đây là 9, đây là 10 đúng không nào? Đấy, nhưng mà cái bên cạnh là chỉ số ứng với này đấy nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích xem nào. Thế là cái gì này? Như vậy là mỗi một cây nút ở trong cây chỉ phân ứng với một phần tử của một cái mảng này, ứng một cái chỉ số. Được chưa? Như vậy chúng ta gọi là nút gốc. Ứng với gì? Ứng với chỉ số là bao nhiêu? Ứng với chỉ số là 0. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng xem là cái nút K thì chúng ta sẽ ký hiệu như sau, ký hiệu là left. K là chỉ số của nút con trái của nút chỉ số là K, đặc hiệu là left nhé. Rồi ta ký hiệu là right, K là chỉ số của nút con phải của K. Và ngược lại, cái nút K chúng ta ký hiệu là parent, tiếng Anh nhé, parent là cha mẹ. Nút K đây là chỉ số của nút cha của K, chỉ số của nút cha của K. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích xem là cái hàm left và right parent nó là cái gì nè. Nhân này, đây là 0 này, thì bên trái nó là 1 này, bên trái có 1 sẽ là 3 này, 3 sẽ là 7 này, theo có quy luật thì không nào. Bên đây là left nhé, đây là left này, đây là bên này là left này. Bên phải này là y này, 2 này, 0 này, 2, 6 này, hay là 1 này, 4 này, 10.
Thì chúng ta sẽ thấy ngay, chúng ta từ cái bản này chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ share ngay để trở đây nhé. Nhưng mà chúng ta có ngay một cái tính chất ban đầu, có ngay luôn nhé. Tính chất sau đây, tính chất sẽ nhìn thấy ngay từ màn hình thôi nhé. Là chúng ta thấy ngay là cái hàm left này, k này nó chính bằng gì? Nó chính là bằng là 2k cộng 1. Chúng ta thấy này, các bạn có nhìn thấy rõ không nào? Nó bằng ngay là 2k cộng 1. Đấy. 0 này, 0 x 2 cộng 1, 1 x 2 cộng 1 là 3 này, 3 x 2 cộng 1 là 7 này. Đó. 4 x 2 cộng 1 là 9 này. Đấy. 2 x 2 cộng 1 là 5 này. Đó. Thấy không nào? Chúng ta thấy ngay cái chuyện này. Bây giờ chúng ta làm tiếp tục, chúng ta sẽ làm tiếp tục là cái hàm right của k nó sẽ bằng ngay là 2k cộng 2. Được chưa? Còn cái parent là cái gì? Cái parent là như sau. Cái parent k là cái chỉ số của nút con ấy, của k, thì nó bằng sau. Nó bằng là gì? Nó bằng như thế này. Như này. 3 thì nó là 1 đúng không? 2 thì nó là 0. Đấy. 6 thì nó là 2. Ta thấy ngay là nó lại bằng gì? Nếu mà nó là nó bằng như sau này, nếu mà nó là chẵn ấy thì chúng ta phải chia 2, chúng ta trừ đi 1. Còn nếu nó lẻ thì chúng ta trừ 1, chúng ta chia cho 2. Hay có một cái khác là nó cũng cho đây này. Chúng ta có một thước sáu rất quan trọng để tính toán cái phần tử cha, phần tử cái nút cha của nút k bất kỳ. Nó là gì? Nó là k trừ 1 tất cả chia lên phần nguyên của 2. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đây là công thức mô tả cái quan hệ giữa các nút ở trong cái mảng. Trong cái mảng một chiều, một mảng mình cho trước cái mảng A bất kỳ thì chúng ta sẽ có là và thêm nữa cái nút gốc chính là chỉ số 0 nhé. Nhưng mà trong cái mảng A bất kỳ đi thì bao giờ cái nút đầu tiên này cũng là nút gốc này. Còn bên trong bên phải của nó toàn nút con chó của nó cả, được chưa? Đó thì chúng ta chú ý nhé. Cái này là cái rất quan trọng, những cái bảng cái hình này là cái rất quan trọng. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cái này tôi dùng không để tôi dùng một chút tiếp theo nhé. Alo, được rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cái định nghĩa nữa này nhé. Bây giờ cho trước một cái cây nhị phân hay là cây nhị phân hoàn chỉnh hay là lại một cái mảng A đi. Đây nhân viên lớp 3 này. Tôi có vẽ hình cho dễ hình dung rồi nhé. Nào, nhé. Thì như sau này, bây giờ chúng ta có khái niệm như sau này. Khái niệm là như vậy là mỗi một cái phần tử này này, tôi gọi là gì? Tôi gọi là mức. Đúng rồi, là mức 0 nhé. Các phần tử con mức 0 này thì các phần tử này là mức 1. Mức 1. Phần tử này là mức 2. Và cái phần tử ở đây này nó là mức 3. Nghĩa như sau nhé. Mức 0 thì là gốc này. Mức 1 là những cái nút mà là con của mức 0 thì là mức 1. Mức 2 là mức của những nút là con của mức 1 thì là mức 2. Mức 3 là mức là con của mức 2. Được chưa? Hay nói khác là gì? Nút 0 thì là nút gốc thì là mức 0. Còn nút mức k thì có các nút con của mình thì là mức k cộng 1. Được chưa? Là khái niệm, đây là khái niệm mức nhất. Khái niệm thứ hai là khái niệm gì? Là khái niệm chiều cao. Chiều cao thì như sau nhé, thì khái niệm chiều cao này. Khái niệm chiều cao của một đây là khái niệm mức này. Tôi thêm một khái niệm nữa, khái niệm thế nào là nút lá và nút nút lá
Nút lá là nút gì? Là cái nút mà không có nút con. Nút lá là nút, là cái nút không có nút con nhé. Không có nút con. Để trong 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 bàn tôi đây. Nút lá là nhà tôi kiểu là hình tôi mô tả bằng hình nhà tròn, nút lá tròn là lá này, đây nút lá đây nhé, đây là lá này. Đây là lá này. Đây là nút mà không không có nút con nhé. Còn nút mà có nút không là lá, có nút con tôi gọi là nút trong. Như vậy là các nút ở trong là cái nút có ít ra là một nút con hay là nút không là lá nhé. Không là lá. Đây, đây là nút nút trong này. Nút trong này. Nút trong này. Đấy. Được chưa? Đó. Chúng ta chú ý nhất đến một số khẩn. Cái định nghĩa này đến phần sau của chương trình thì sẽ được nhắc lại thì các bạn sẽ hiểu hơn, nhưng bây giờ chúng ta cứ biết trước, nhưng biết trước như vậy đã, nhưng mà cũng chúng ta biết trước như hôm nay thì đến buổi sau, đến cái chiều sau nó rất dễ dàng hơn. Nhưng mà thế là nút lá. Nút lá là cái nút, như sau, là cái nút mà không có nút con. Được chưa? Như vậy là như vậy tôi hình dung là thế nào là nút lá. Chúng ta có thể có cũng hay một cái tính chất như sau đây, hay là một cái bệnh đề này, hay là một cái bổ đề này, tính chất nhé. Được chưa? Nút lá là gì? Nút lá là nút mà không có nút, là nó là không có nút, là không nút con. Như vậy là một cái nút K, một nút K là nút lá, là cái nút lá khi chỉ khi cái gì, khi chỉ khi là nó không nút con, tức là nó không nút trái, hay là cái nút trái của nó là gì, là nó vượt quá cái độ dài của nó chỉ nó vượt quá cái độ dài của mảng A, hay là gì, hay là cái hàm left của K. Đấy. Nó sẽ lớn hơn. Mà nó phải lớn hơn bằng gì? Lớn nó bằng cái len A. Hay là người ta gọi N là độ dài của cái bảng A thì người ta chỉ là N. Như vậy là nút lá là nút bằng là cái nút mà có là led của K là phải nhỏ hơn. Là phải nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn lớn nó bằng N. Đấy, được chưa? Đấy. Thì đó gọi là nút nút lá. Còn còn lại nút nút trong. Nút K là nút trong, nghĩa là nó là hoặc có nút, hoặc là nó là có nút con trái, hoặc có cả hai nút con phải, hay là nó tương đương với gì, tương đương với là cái hàm left left của K nó phải nhỏ hơn N. Left cái nhỏ hơn N tức gì, tức là cái chỉ số của cái phần tử con bên trái là nó vẫn nằm trong cái mảng A, nhỏ hơn N là nhỏ nằm trong cái mảng A. Chúng ta duy nhất chỉ số của bảng của cái mảng là từ 0 đến N-1, mà chứ nó nhỏ hơn N, hẳn N nhỏ hơn bằng N-1, nhưng mà nó nằm trong phạm vi của cái chỉ số của mảng A. Vậy suy ra đó là nút, là nút trong. Được chưa? Đó. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một cái khái niệm nữa, khái niệm là chiều cao. Cái này cũng một số khái niệm nhé. Khái niệm là chiều cao của một nút. Chiều cao của một nút. Bất kỳ ở trong cái gì, bất kỳ đây có trong trong cây có thể là như này nhé, nó có thể nó nhiều, nhưng mà chúng ta định nghĩa cái chiều cao là cái gì. Đây tôi có vẽ đây cho nó dễ nhé. Đây tôi không đây tôi vẽ cái này cho dễ nhé, nút này. Đấy. Chiều cao là như sau nhé. Chiều cao của nút là cái gì? Cái nút này này. Chiều cao của một nút là cái gì? Là cái đường đi dài nhất, đi qua cái đường đi dài nhất đến một nút lá. Cái chiều cao của một nút nhé. Chiều cao của một nút là cái gì? Hình dung nó là bằng bằng cái chiều dài, chiều dài maximum mà đi đến một nút lá. Ví dụ là cái nút lá, các như vậy thì nút lá là có cái chiều cao,
chiều cao bằng 0 nhé. Rồi đây là tôi biết tôi liệt kê ra đây những cái nút này là nút này. Tôi sẽ vẽ cái nút cái hình vuông để mô tả là nút lá, nó là chính là chiều cao bằng 0. Còn nút này là 1 này, chiều cao là 1 này. Nút này có chiều cao là 2 này. Đấy. Được chưa? Thì mà cái này có nút chiều cao là 3 thì chiều cao là 4 nhé. Đấy. Hay là khác thì nếu mà cái nút A có hai nút con. Có hai nút con là B và C thì chiều cao của A tính như sau. Thì chiều cao của A như sau thì cái chiều cao tôi kêu là H nhé, H này, HA này. Chiều sẽ bằng là max bằng là 1 cộng với maximum của HB và HC. Vì chiều cao của A là nó vượt qua hai mũi con BC thì nó bằng chiều cao của maximum của B và C cộng thêm 1 nữa thì nó là chiều cao của A. Đấy. Còn chiều cao của cây chính là chiều cao của gốc. Chiều cao của cây được định nghĩa là chiều cao hay độ cao của nút gốc. Đó, được chưa? Đấy, như vậy tôi vừa một loạt các định nghĩa để chúng ta hình dung cái này mới đầu được các bạn nghe nó hơi 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 mông lung một chút, nhưng mà khi chúng ta làm quen dần với nó, chúng ta sẽ làm bài tập nhiều ấy thì chúng ta thấy nó cũng dễ thôi, nó không có gì là khó cả. Bây giờ tôi sẽ đưa ra một loạt những cái mệnh đề có tính chất và cũng có thể là coi là gì cũng thể coi như là các cái mệnh đề đi, là các cái tính chất đi, để chúng ta có cái để chúng ta có cần thiết chúng ta chứng minh không, tôi thành một tập cho các bạn về nhà làm đấy. Tôi sẽ giải sau cho chúng ta đấy nhé. Được rồi, chúng ta cần một loạt các vấn đề sau đây rất quan trọng, các vấn đề này cần đến ở phần sau của bài hôm nay đấy. Chúng ta sẽ cần nó, chúng ta làm một số các cái tính toán rất là hay trong cái phần hiếp này. Vì sao tôi đã nói chúng ta học nhiều về hiếp như vậy? Vì hiếp là cái công nghệ hay kỹ thuật hiếp nằm trong cái lõi của cái khái niệm là hàng đợi ưu tiên mà tôi nói mà đã được thời gian tôi sẽ nói. Chúng ta cái đích của bài này là học về hàng đợi ưu tiên chứ không phải học về hiếp, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải học khái niệm hiếp vì hiếp là một kỹ thuật rất là hay, rất quan trọng mà nó tạo ra cái hiếp mà chúng ta học nó gọi là hiếp nhị phân. Nó là cái kỹ thuật rất quan trọng nằm trong cái lõi của khái niệm là nằm trong cái mô hình cấu trúc dữ liệu của cái gọi là cái hàng đợi ưu tiên nhé. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ đi đưa ra một loạt các cái em nào tôi gọi là các cái bổ đề, là các cái mệnh đề đi, và chúng ta sẽ cùng nhau nếu chứng minh được thì chứng minh được, còn không chúng ta thì công nhận. Được chưa? Công nhận nhé. Rồi chúng ta cùng nhau làm này. Thì tôi sẽ đưa ra một loạt các cái mệnh đề hay là cái tất cả các mệnh đề này đều liên quan đến một cái mảng A hay là tương với nó chính là một cái hip nhé. Cho cái bao giờ cũng cho cái mảng A có n phần tử và tương với nó chính là một cái hip nhé. Đấy. Hay là một cái cây nhị phân thì như sau này. Thì như sau là cái phần tử thì cái đó cái phần hay tử là cái nút trong cuối cùng của A chính là nút có chỉ số là như này. Chỉ số là tôi lấy n, lấy phần nguyên của n chia cho 2 nhé, và sau trừ đi 1. Được chưa? Đây là nút trong cuối cùng của A, hay là nút sau nó chính là cái nút đây là chỉ nút lá đầu tiên, hay cái tương đương nhau tương đương là cái làm phần tử hay là cái nút lá đầu tiên, cái nút lá đầu tiên của A là nút có chỉ số, chỉ là cái phần này nhé, đây là n chia cho
Đây, trong ở trong quay thân thì chỉ là n, chỉ là cái này này. Đấy. Được chưa? Trong quay thân cái này nó chỉ là n lấy phần nguyên và trừ đi 1. Được chưa? Đó. Cái vấn đề này nó đơn giản thôi nhưng mà nó rất quan trọng đấy. Vì sao nhận như vậy là vì thế này này. Nhưng mà chúng ta thấy ngay là gì? Chỗ trước cái mảng A bất kỳ, chỗ trước cái mảng A bất kỳ nhé. Này này. A1, A2. Cuối cùng nó là n trừ 1, đúng không nào? Thì cái phân tử có cái chỉ số là n chia 2, n chia 2 trừ 1 này, phân tử này này. Phân tử nó có cái chỉ số ở đây là n chia 2 trừ 1. Phân tử cạnh nó là a n chia 2. Thì phần nguyên thì cái phần này là cái nút lá. Nút lá. Còn cái phần này là các nút trong, chỉ rõ ràng luôn. Đây là các nút trong các bạn nhé. Các nút trong. Đây cái phần tử cuối cùng. Cái này chỉ rất dễ các bạn, không có gì đâu, chúng ta thấy ngay. Tại biết là cái nút trong và cái nút mà gì? Đây tôi sẽ... Vì tôi thấy nhé. Cho trước cái chỉ số K này. Chỉ số K nhé. Đấy. Thì cái nút trong cuối cùng ấy là cái nút mà cái hai mà cái phần mà cái và cái nút trong cùng khi mà là nút trong cuối cùng khi mà nó như sau, nó là nút trong cuối cùng là nút trong cuối cùng khi và chỉ khi là hoặc nút trái của nó là phần tử cuối của A, hoặc là nút con phải của nó là nút cuối của A. Và như vậy là gì? Hoặc là cái phần tử left nút trong nút con trái hoặc là left k bằng là 2k cộng 1, nó phải bằng n trừ 1. Hoặc là yk bằng là 2k cộng 2, nó phải bằng n trừ 1. Được chưa? Thì trên này gọi là 1, trên này gọi là 2. Thì từ 1 tôi suy ra gì? Từ 1 tôi suy ra là gì? Là 2k bằng là n trừ 2, hay là n hay là k bằng gì? 2 hay là k bằng n trừ bằng n trừ 2 trừ 1. Thì trên này n cũng phải là lẻ. Thì anh suy ra đây, sẽ đây là n lẻ. Mà tôi cũng suy ra là k này nó chính là bằng n trừ cho 2 và trừ 1. Đấy. Còn trường hợp thứ hai thì như sau, cũng phân tích rất là dễ dàng. Trường thứ hai chúng ta phân tích như sau. Trường thứ hai là gì? Suy ra là gì? Suy ra là 2k cộng 2 bằng là n trừ 1. Hay là gì? Hay là 2k bằng là gì? 2k bằng n trừ 3. Đấy. Hay là bằng n trừ 1 tất cả trừ đi 2. Vậy k sẽ bằng gì? Bằng là n trừ 1 chia cho 2 và trừ đi 1. Vậy suy ra là cái n vậy suy ra là gì? Chứ ở đây là n là đây là n là chẵn nhé, đây là n là chẵn. Chẵn vì đây n trừ 2. Đây n phải là lẻ. N lẻ. Lẻ thì cái này này nó chính là bằng n chia 2 trừ 1. Đấy, vậy cả hai trường hợp suy ra là cái phần tử trong cuối cùng là phần tử có cái chỉ số là n chia cho 2 lấy phần nguyên chỉ đi 1. Đấy, thấy không nào? Đấy, đó là cái bổ đề 1 nhé. Cái bổ đề 1 là cái mệnh đề 1 là mệnh đề rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sang cái mệnh đề số 2 cũng rất quan trọng. Mệnh đề số 2 là mệnh đề 2, các bạn có thể về nhà mệnh đề 2 nhé. Có hai cái mệnh đề rất quan trọng. Cái mệnh đề 2 là cho trước cái mảng A n là phân tử. Khi đó chúng ta phải tính được độ cao, cái chiều cao của cây như phân A. Khi đó cái chiều cao gọi H là cái chiều cao của cây nhị phân A, cây nhị phân hoàn chỉnh A.
thì nó đang có trung bình công thức sau đây này. Trung bình công thức là h tính như sau này, h tính bằng như sau. H tính bằng là gì? Là cái phần nguyên của log cơ số 2 của n trừ 1 đấy. Cái này thì hơi lạ một tí, thế mà này cái hàm là trên hàm for log của log cơ số 2 của n trừ 1. Cái hàm này thì cái bài giải hai thân trung bình nó rất là dễ thôi, nhưng mà nó rất có ý nghĩa các bạn, có ý nghĩa. Tức là chúng ta mà có một cái mảng a là độ dài của nó là n nhé, khi chúng ta biến đổi nó thành một cây nhị phân, một cái cây nhị phân như này. Đấy, tôi vẽ ra như này, một cây nhị phân, đây là gốc này, cái chiều cao của nó này, thì chiều cao h của nó này nó chỉ có cái độ lớn của nó tương đương với là o lớn của log n thôi, rất hay. N có rất lớn đi nữa thì chiều cao của nó có cái độ tương đương của nó chỉ là mức của nó, cái mức tiếp cận của nó sau cuối cùng ấy là nó chỉ tương đương với log n thôi, cho nên là nó rất thuận. Cái này nó rất là hay, nó làm cho cái chính vì chiều cao nó không thể nào, nó cái chiều cao của cái cây nhị phân này nó không thể lớn được, nó luôn nhỏ hơn xấp xỉ tương đương với là o lớn của log n. Nó bằng cái này mà, nó bằng log 2 của n, nó bằng cái này log 2 của n trừ 1 này. Đấy. Cho nên là nó rất là ít so với n. Thì các bạn giờ mình bài nhà 2 này, các bạn về nhà coi thành tập về nhà nhé, coi như bài tập để chúng ta làm. Còn tôi không chú ý, tôi chú ý đến hơi lằng nhằng một chút. Các bạn có thể lên mạng, các bạn tra cứu và hỏi một câu là cách chứng minh, hay các bạn có thể tra cái chat GPT là ngày mà nó ra cái cách cái chuyện nó nói một cái hàm này, cái hàm cái công thức này là công thức rất quan trọng, được chưa? Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ sẽ sang phần quan trọng sau đây nhé. Xuôi qua về này, chúng ta sẽ định nghĩa một khái niệm rất quan trọng là khái niệm thế nào là đống cực đại, thế nào là đống cực tiểu. Và cái đống cực đại, đống cực tiểu nó chính là cái lõi của cái hàng đợt ưu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa khái niệm thế nào là nhé. Chúng ta sẽ định nghĩa cái khái niệm rất quan trọng, định nghĩa hai cái là một cái là max heap là đống cực đại nhé. Và khái niệm thứ hai là khái niệm là min heap. Thế là cái gì, hai cái này nó ngược lại, đối lập nhau. Chúng ta sẽ làm quen với cái gọi là max heap thôi, còn min heap thì các bạn hoàn toàn về nhà các bạn làm tương tự, tất cả khái niệm nó ngược lại so với max heap. Đây là đống cực đại, còn cái này là đống cực tiểu để tiếng Việt nhé. Còn tôi sẽ dùng cái từ là max heap và min heap cho nó dễ. Được rồi, thì như sau này, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa cái định nghĩa rất quan trọng nhé. Đây, cho trước cho cái mảng A hay là cho cây phần nào, cho cái mảng A nhé, bất kỳ. Thì cái A này được gọi là max heap nếu được gọi là đống cực đại, hay là max heap nếu thỏa mãn nhé. Là với mọi nút con của A phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị của hai nút con trái và phải nếu có của A. Để đúng với mọi nút nhé, mọi nút con, chứ không phải với một nút, với mọi nút con đều phải như vậy hết. Hay nôm na chúng ta vẽ ra một cây nhị phân ấy, thì cứ ở trên đỉnh của nó là phải lớn hơn ở phía dưới này. Để chúng ta vẽ ra thì đây nó là một cái max heap này. Thì đây là 10 này, 9 này, 7 này, 3 này, 2 này, nhé, 5 này, nhé, 5 này, 6 này. Cái đẹp là max heap không? 10 lớn hơn 9 và 7 đúng, 9 lớn hơn 3 và 2 đúng, 7 lớn hơn 5 và 6. Như vậy là cái này chính là cái max heap đây.
là với mọi nút của nó, mọi nút đều lớn hơn các nút con. Nếu có được có bằng, có thể bằng được nhé. Như vậy cái suy ra cái mảng là cái mảng là 10 này, 9 này, 7 này, 3 này, 2 này, 5 này, 6 chính là cái này chỉ là một cái mảng nó là max hit, được chưa? Cái này chỉ là max hit. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem một cái ví dụ khác nhé. Đây. 2 1 4. Cái này có max hit không? Không, cái này còn vì là 2 2 nhỏ hơn 4 không được, cái này không là max hit nhé. Không là max hit. Cái quan trọng. Được chưa? Thế thì bây giờ như vậy là cái vậy như vậy có hai bìa định nghĩa max hit giữa hai chúng ta từ cái định nghĩa max hit chúng ta sẽ suy ra ngay như sau. Suy ra ngay là gì, là cho trước một cái mảng nếu là max hit thì suy ra là cái phần thử đầu tiên luôn luôn là phần thử maximum. Được chưa? Vì chúng ta rất dễ dàng suy ra như sau, rất dễ dàng suy ra nhé. Một số tính chất đơn giản, của max hit nhé. Hay thì tương ứng là của cái dãy tương ứng, của cái dãy số tương ứng nhé, của dãy tương ứng. Được chưa? Tính chất một đơn giản này, nếu a là max hit thì suy ra là cái A0 là phần tử cực đại, là maximum, là cái phần tử maximum. Được chưa? Hai, nếu A là max hit thì suy ra là với mọi cây con tức là cái cây mà có cái đỉnh của nó là một nút ở trong cái mảng A, mọi cây con của A đều là max hit, sẽ là đều là max hit. Đây hiển nhiên theo định nghĩa thôi. Được chưa? Đó. Và ý thứ ba nữa cũng rất là hay. Chúng ta thấy ngay này, cho chú ý là với max hit thì cái A0 đây này là phần tử cực đại. Nhưng mà tuy nhiên dãy max hit thì không phải là dữ liệu đơn, không là đơn giản. Một cái max hit nhé, một cái max hit thì nó không là đơn điệu giản, hay là không lúc hay là cái đơn điệu giản, nó không phải là cái dãy mà giảm dần đều đấy nhé. Mặc dù nó là cái max a, cái a không nó là phần tử maximum nhưng nó không giảm dần đều. Thì chúng ta có xác nhận cái cây này, các bạn thấy không? Cái này đây phần tử 3, 2, 5, phần tử 5 lớn hơn 2 này. Thế là như vậy là cái A, cái 5 này nó là gì? Nó không phải là giảm dần, 9 là maximum thật, nhưng mà 7, 3, 2, nhưng mà 5, 6 là lại 6 lớn 5, 5 lớn 2. Vậy cái này nó không phải là dễ giảm dần đều nhé, nó không phải là dễ giảm dần đều. Nhưng mà rất hay là nó còn giống, nó có tính chất là phần thử đầu, là phần thử hơi giống cái phần dễ giảm dần đều, là vì nó có phần thử đầu tiên là gì, là maximum. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết dẫn biệt khái niệm. Như vậy khái niệm mà max hit là khái niệm là rất quan trọng. Được chưa? Biệt chúng ta sẽ dẫn đến chúng ta cùng nhau giải quyết hai bài toán sau đây nhé. Bài toán 1 này dễ hơn, tôi làm trước nhé. Bài toán 1 nhé. Cho trước dãy A, cái chương trình để kiểm tra xem A có là max hit hay không nhé. Max hit hay không, cái này đơn giản lắm. Cái này chúng ta kiểm tra xem tất cả cái nút của nó có lớn hơn hoặc bằng là cái nút con trái và phải hay không. Nếu có, còn nếu có thì là nó ngược lại. Nếu có một nút con mà nút con trái hoặc phải là lớn hơn cái nút cha thì nó không là max hit. Được chưa? Đấy, chúng ta có cái em. Được chưa? Cái hàm này kiểm tra tôi viết nhanh, cái hàm này cũng nhanh, nó không có gì đâu. Bây giờ chúng ta cùng nhau tôi viết nhanh cái hàm nhé.
Mà chúng ta kiểm tra này, chúng ta kiểm tra là gì? Với mọi cái nút. Đây. Lời giải như sau nhé, đi giải. Ý tưởng của lời giải như sau. Ý tưởng như sau là chúng ta duyệt trên tất cả các nút trong. Nếu mà có một cái nút trong nào đó, có một cái nút trong là k nào đó mà cái phần tử ak này mà lại nhỏ hơn hoặc bằng cái phần tử a của lép k hoặc là ak nhỏ hơn hoặc bằng a của phần tử nó còn phải là roi k thì thông báo ngay là nó không là maxit, không là max hit. Còn nếu mà nó đúng cho tất cả, luôn luôn đúng là ak lớn hơn bằng cái này thì nó sẽ là max hit, được chưa? Vì tôi viết lời giải như sau nhé, vì tôi viết ngay cái trình trên Python đây thì chúng ta ở nhà cơ bản sẽ chép vào đấy nhé. Tôi viết ngay một cái hàm đơn giản nhé, tôi viết một cái hàm như sau cho trước cái mảng a đây dép này, tôi viết cái hàm là is max hit nhé, đây, is max hit à, được chưa? Tôi sẽ kiểm tra như thế này nhé. Tôi duyệt trên toàn bộ các phần tử trong nhé. Phần tử trong là phần tử có cái theo cái bài mệnh đề 1 mới tôi nói, phần tử trong là phần tử trong cuối cùng của cái a, là phần tử có cái điện có cái có cái chỉ số là gì, chỉ số là có cái chỉ số là len a hay là n đấy, len a chia cho 2 chỉ 1. Đây là cái chỉ số của phần tử trong cuối cùng, chúng ta duyệt từ phần tử này trở về trước thôi, còn sau đó là phần tử lá nhé. Nhưng lại tôi mệnh đề 1 đấy nhé, cái là như sau này, đây tôi làm như sau, tôi đơn giản như vậy này nhé, quẻ như này nhé. Đây tôi viết n len a nhé, sau tôi for e in range nhé, bắt đầu từ phần tử không cần đâu, in lên từ 1 cho đến phần tử này đây, tức là len a lại hơi chữ n đây tôi tính n rồi mà nhé, n chia 2 đấy. Thế này là tính từ 0 i từ 0 cho đến là n chia 2 trừ 1 là cái này, đây là chỉ phần phần tử trong này. Bây giờ là nếu nhất kiểm tra này, nhưng mà ít này, nếu mà ít là hai sao y cộng 1 mà nhỏ hơn n là a y mà nhỏ hơn a của 2 y, đây là trái nhé, cộng 1 đây là nút trái đây. Đấy, nếu như này o là 2 y cộng 2 nhỏ hơn n a y nhỏ hơn a 2 y cộng 2 thì đều con phải đây, nếu này hoặc thế này thì sao, thì chúng ta sẽ lập tức là return false, tức là nó không là maxit. Còn kiểm tra hết cái này mà vẫn được thỏa mãn cả thì cho đây chúng ta return true. Đây chính là cái hàm đơn giản kiểm tra, đó là maxit. Chúng ta nhớ lại cho chúng chút là đây là maxit ship, còn nếu muốn min hit chúng ta đổi lại cái dấu vọng là được nhé. Min hit là một cái mảng mà kinh nghiệm của nó thỏa mãn được là gì, là với mọi nút thì giá trị của nó sẽ nhỏ hơn bằng là nút con trái nút con phải, thì ngược lại của cái min hit là như vậy, là nó nhỏ hơn bằng, còn max là lớn hơn bằng. Thì thực sự chúng ta có cái hàm là hàm kiểm tra một cái dãy có phải là một cái max hit hoặc là min hit hay không. Được rồi, bây giờ chúng ta sang bài toán số 2. Đây là bài toán 1 nhé. Bài toán 1 là cho trước dãy a
kiểm tra xem A có phải là Marxist hoặc là Mises hay không. Tôi làm với mặt trường Marxist và Mises, chúng ta làm tương tự. Bây giờ chúng ta sang bài số 2 là bài quan trọng nhất đây. Cái bài số 2 là cái bài giải trình của ngày hôm nay, cái bài 2 nhé. Là như sau, là cho trước dãy A bất kỳ, cho trước cái dãy A bất kỳ. Bây giờ yêu cầu thì là chỉ được phép dùng đổi vị trí các phân tử thôi mà biến A trở thành một cái maxim. Vì yêu cầu gì? Yêu cầu là chỉ sử dụng phép đổi chỗ hai phần tử, phép đổi chỗ nhé, phép so sánh và đổi chỗ hai phần tử và biến a thành maxim. Đây là bài toán hai. Thì cái bài thứ hai là một cái bài mà rất quan trọng, là một trong thuật toán chính của cái phần này nhé. Cái thuật toán để mà kiến tạo, để mà tạo ra một cái maxim từ một cái bảng A bất kỳ, nên là một thuật toán rất là hay. Thì tôi xin giới xin phép được trình bày luôn, thật nó không phải là quá khó nhé. Ý tưởng là như sau này, ý tưởng là gì? Là sử có một cái dãy A mà nó chưa là maxim, thì chúng ta tìm cái phân tử nó phá vỡ cái maxim và chúng ta sẽ biến đổi nó đi. Tôi lấy ví dụ nhé, nó là 2 này, 4 này, 5, nên là như vậy nhé. Như vậy là 2 có cái biến thôi, với cái dãy này nhé, thì cái phần tử 4 và phần tử 5 là cái phần tử lá ứng với nó là một cái cây nhị phân có một phần tử thôi, thì làm một phần tử thì luôn nó là maxim nhé, được chưa? Ở đây nó chỉ không maxim ở cái phần tử 2 thôi, phần tử 2 là phần tử nó nhỏ hơn cả 4 và cả 5. Mình làm thế nào bây giờ, làm thế nào để cho cái giải như sau? Chúng ta sẽ đổi chỗ 2 với phần tử lớn nhất ở phía dưới, đổi vị trí này. Đấy. Thì đổi sau đổi thành 5 này, và đây là 4, đây là 2. Và sau đó đổi như vậy thì thằng này đã trở thành maxim rồi. Đây là maxim vậy nhé, maxim. Đây không là maxim. Không là maxim. Như vậy như sau này, như vậy ý tưởng của nó là tìm ra cái phần tử mà nó phá vỡ cái tính maxim, và tôi sẽ đổi chỗ cho cái phần tử lớn hơn nằm trong phía dưới, nằm trong hai nốt trái. Biên tổng quát hơn nữa là như sau, tổng quát là như thế này. Đây giả sử nhé, đây là 2 này, 10 này, 11 này, 7 này, 6 này, 9 này, 8 này. Đấy. Ở đây 76 là 76, 98 là lá không phần tử. Xét 10 này, 10 ok, 10 là mang 10 là maxim đúng, 11 đúng vì là 11 đối với 9 và 8. Như vậy là 10 đúng, 11 đúng, 2 sai. Đây là bị sai. Vậy chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ phải đổi chỗ 2 với 2 với 2 này. Đổi chỗ. Sau khi đổi chỗ thì nó thành là 11, 10, đây là 2, đây là 7, đây là 6, đây là 9, đây là 8. Sau đổi như vậy thì 10 này nó vẫn là ok, nhưng mà hai đây nó lại phá vỡ. Vậy ta phải chuyển đổi xuống đây, ta chuyển số phân tử là lấy ở đây, ta đổi sang bên này và nó thành đây là 1, đây nó sẽ là 9, và như vậy là 10 11 19, đây là 2, đây là 8, 76 ở đây đã là maxim rồi. Như vậy là sao? Như vậy là cái phép mà chúng ta phải chuyển xuống phân tử, ta chuyển xuống tận cùng, thế là không chuyển nữa, chuyển nữa thì thôi, chuyển đến khi nào mà nó pha nó thành maxim thì ta dừng lại. Vậy ý tưởng như sau, ý tưởng là gì? Ý tưởng của cái maxim là như sau. Ý tưởng của cái thuật toán tạo maxim nhé, ý tưởng là như sau, là ta tìm ra các cái nút mà nó không làm nó phá vỡ cái tính max hip, và ta sẽ phải chuyển xuống
chuyển xuống cho đến khi mà thỏa mãn thì thôi, cho đến khi thỏa mãn, chừng nào không thỏa mãn thì còn chuyển xuống nữa, cho đến khi nó thỏa mãn, nó là cái phần tử, nó là nằm trong cái cơ chế là mắc xít, hay được chưa? Thì cái thao tác vào chuyển xuống này nó ký hiệu, nó ký hiệu là cái thật động tác gọi là sit down, cái động cái một cái lệnh thuật toán rất quan trọng nhé. Sit down, cái sit down là nó liên quan đến phần cái mảng A và cái chỉ số phân tử mà tôi muốn chuyển xuống đây. Như vậy lệnh này thì nó sẽ kiểm tra cái phân tử AI xem nó có thỏa mãn không. AI và thỏa mãn là max hit, tức là AI nó lớn hơn cái phần tử AI lớn hơn phần tử bên này, phần tử bên này. Đây là phần tử left của nó nhé. Đây là phần tử right của nó nhé. Right E, đây là right E nhé. AI lớn cả hai này thì thôi. Còn nó nhỏ hơn một trong hai cái là chúng ta phải đổi chỗ. Đổi chỗ phần tử lớn nhất của hai này, đổi chỗ ta đổi nữa, chuyển xuống cho đến khi mà không chuyển được nữa thì thôi. Thì đó cứ tư tưởng của cái shift down nhé. Thế bây giờ tôi sẽ mô tả ngay cái thuật toán trước, cho tôi mô tả cái shift down này sau nhé. Thì những cái lệnh mà cái gì nhỉ? Cái thuật toán mà gọi là gì nhỉ? Tạo max shift rất đơn giản như sau. Dựa trên cái hàm shift down này mà chúng ta mô tả thuật toán trước nhé. Bây giờ mô tả cái thuật toán. Thuật toán tạo max shift. À, trước nhé. Thuật này là nó sẽ gọi cái hàm rất quan trọng là hàm shift down. Shift down AI. Thì cái hàm này cái sau như sau, tôi sẽ đi ngược từ nút lá cuối cùng trở về đầu của cái A, kiểm tra cái nút lá đó mà tôi còn nó có phải là nó phá vỡ mắc xích không, mà tôi sẽ sửa cái hàm này. Đây, cái làm như sau nhé, để tôi mô tả luôn cái hàm này. Def này, max hit A. Đây là cái hàm để mà cái hàm biến đổi cái A trở thành max hit. Hàm này rất đơn giản. Hàm này như sau là tôi for i in range, tôi đi từ cuối lên trên nhé. Tôi đi từ cái phần tử trong phần tử nút trong cuối cùng của A, chính là cái nút là len của A. Chưa nhớ lại cái hàm là chia 2 mà trừ 1. Đây là nút trong cuối cùng này. Và đi ngược lên trên, đi ngược về gốc và đi ngược lên trên. Trên lý tại này. Đây là lệnh mà đi ngược lên trên đấy nhé, đi ngược lên trên. Đó. Và tôi dùng lệnh là shift down. Rất đơn giản như này thôi. A I. Đấy. Thì đây chính là cái thuật toán nhé. Thuật toán này tạo ra cái max hit. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ viết nốt cái này là xong. Viết nốt cái này. Yeah. Thì bây giờ tôi sẽ viết luôn trên chương trình luôn nhé. Chúng ta sẽ để chúng ta có một chương trình để chúng ta sẽ các bạn sẽ làm thử luôn nhé. À, như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau này. Bây giờ tôi sẽ viết hẳn đây rồi, tôi sẵn rồi. Tôi mở đây, người sẵn đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Cái file tên là max hit p nhé. Cái hàm này là cái hàm mà cái file này là cái file chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ đây cái lệnh này chúng ta cái quan trọng nhé, thiết lập vì nó quan trọng cho nên là tôi muốn là riêng thiết lập massive từ cái mảng A bất kỳ nào đó nhé. Đấy. Rồi cái việc làm này tôi làm như sau này. Tôi phải cần tạo ra ba cái hàm cơ bản. Cái hàm là một cái hàm left để tính ra cái chỉ số. Cái hàm có thể viết tổng quát như này. Cái hàm là cái hàm tính chỉ số của cái nút con bên trái của K, chính là return. Return là 2K. Cộng một chút nữa tôi nhớ. Chúng ta phải học thuộc lòng nhé. Học thuộc lòng mấy cái hàm này đấy. Hàm y này. Right, right,
tính chỉ số của cái phần tử đứa con phải của ca, chúng ta sẽ ghi thường. Ghi thường là 2 k cộng 2. Các bạn chú ý rằng là vì Python là cái ngôn ngữ lập trình mà cái mảng số từ 0 cho nên như thế này. Giống với C cộng cộng. Còn với Pascal là nó khác. Cái Pascal nó số từ 1 cho nên là cái hàm left của Pascal nó sẽ là 2k thôi. Còn cái hàm right k sẽ là hàm right k sẽ bằng 2k cộng 1. Nhưng mà đối với Python giống như C cộng cộng nó là đây là left là 2 cộng 1 và right 2k cộng 2 nhé. Và cái hàm thứ 3 là cái hàm rất quan trọng, cái hàm sử dụng nhiều đấy. Hàm này là cái hàm tính số của phần tử cha của k. Chúng ta có cái ethern là k chiều 1. Đấy. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ làm luôn nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả luôn, ghi tôi viết luôn thôi. À, các bạn tôi vừa phân tích nhé. Thì hàm này cái rất quan trọng là cái hàm này. Shift down nhé, A I. Cái hàm này là cái hàm gì? Hàm nó kiểm tra xem cái phần tử AI nó phá vỡ hay không cái mask shift. Nếu mà phá vỡ thì nó phải đưa xuống, nó chuyển xuống nó đổi vị trí với cái phần tử lớn nhất, một trong hai phần tử lớn nhất của lúc con trái và bên phải, và nó chuyển xuống khi nào mà nó đúng vị trí thì thôi. Thấy chưa? Thì đây là cái hàm, tôi biết được cái hàm chuyển phần tử ra AI xuống đúng vị trí của mình, xuống đúng vị trí của maxi. Đấy, chúng ta chú ý nhé, cái hàm này là hàm rất quan trọng nhé. Vậy nó chỉ đi theo cái chiều là chiều cha từ nút cha xuống nút con ấy, trong cây gì phân đó thôi, chứ nó không đi ngang, luôn đi dọc. Cái hàm này luôn luôn đi dọc nhé. Thì làm như sau này, bây giờ tôi bề hàm này nó có hai cách viết. Một cách viết là dùng đệ quy. Cái viết thứ hai là không đệ quy, tôi làm luôn cái phần đệ quy trước nhé, chúng ta hình dung nó cũng dễ thôi nhé. Làm như sau này, đầu tiên tôi đặt L là cái chỉ số của phần tử trái nhé, phần tử trái của Y. Còn R là chỉ số của phần tử bên phải của Y nhé. Đấy. Rồi, sau đó tôi tìm nốt cái kiểu last là cái phần tử, gọi là phần tử cuối cùng của A đấy nhé. Chỉ một. Tức là khi mà Y nó chuyển xuống thì nó chuyển đến khi nào đến vị trí last thôi, nó không dừng lại. Last là cái chỉ số cuối cùng. Nhưng mà khi phần tử Y nó chuyển xuống phía dưới, chuyển khi nào mà không chuyển được nữa thì nó dừng lại. Hoặc không chuyển được nữa, hoặc đến vị trí mà cái vị trí đó nó làm max hit rồi thì nó cũng dừng lại. Chúng ta chú ý nhé. Rồi, bây giờ làm như sau là chúng ta phải có một cái biến nữa để chỉ ra cái chỉ số mà nó sẽ được chuyển xuống. Đấy, thì đều nó viết bằng Y. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra này. Nhé, đây. Từ Y lên nó sẽ chuyển xuống một tử lại là cái in dx là cái chỉ số của chỉ số mới mà nó sẽ chuyển xuống. Nó sẽ chuyển xuống nhé. Rồi là như sau này. Bây giờ chúng ta kiểm tra này, if này, if mà L này mà nhỏ hơn hoặc bằng last, tức là Y vẫn nằm cái L là cái đúng con trái vẫn nằm trong cái mảng A nhé. Đồng thời AI nhỏ hơn A là A. Nếu như thế này, nếu như thế này là chứng tỏ là nút Y đã bị phá vỡ ở bên trái rồi. Ở bên trái nhé. Nếu phá vỡ ở bên trái thì chúng ta đặt là in dx bằng L. Sau đó chúng ta kiểm tra bên phải nữa. If là R mà nhỏ hơn bằng bên phải, tức là khi mà R đấy, vẫn nằm ở trong phạm vi của cái mảng A. Đồng thời cái A dx là phần tử mới đó cũng vẫn nhỏ hơn là AR. Thì chúng ta đặt là in dx bằng
Thì sau hai cái lệnh này, sau hai cái lệnh này thì chúng ta tìm được cái chỉ số ID init là cái chỉ số cái phân tử mà nó phải đổi chỗ cho A. Chúng ta để hiện nay mình cho tìm bên trái trước, rồi tìm bên phải sau. Vẫn nhỏ hơn này, thì ra cái phần tử này nó phải là phần tử bên phải. Đấy, thấy chưa? Rồi, thì bây giờ đây chúng ta kiểm tra. Nếu mà A mà đúng vị trí rồi thì nó cái A đúng thì cái này cũng đúng, cái này sai thì sẽ là cái index nó vẫn là y, như vậy là if. Còn nếu mà đúng thì mà nó sai là nếu mà index mà khác y, chứ còn lại nếu mà cái chỉ số mới nó khác y chứng tỏ rằng là cái phần tử AI đã không thỏa mãn, ta sẽ phải chuyển xuống thì chúng ta sẽ đổi chỗ. Đây, chúng ta đổi chỗ như sau. AI phải DX và đổi chỗ A in DX phải AI đổi chỗ hai chỗ đó. Và đổi chỗ xong chúng ta sẽ gọi tiếp để quy ship nào bây giờ là A và đây là in với chỉ số mới in DX. Được chưa? Thì đây chính là cái thuật toán ship down rất đơn giản như này thôi. Được chưa? Ship down rất đơn giản. Để chúng ta kiểm tra cái này, chúng ta sẽ lại cái hình vẽ nhé. Chúng ta kiểm tra xem là cái AI nó có đây, nó còn nhỏ hơn phần tử riêng, nó nhỏ hơn, chúng ta sẽ đổi chỗ. Rồi sau chúng ta gọi lại cái hàm nó tại chính cái phần tử này, gọi để quy lại chính cái hàm nó. Được chưa? Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ mô tả cái hàm này là gì. Hàm này cái việc gọi để quy này nó chỉ gọi xuống phần tử phía dưới, và cái việc chuyển đổi này nó chỉ đi dọc theo cái chiều cao của cái đấy thôi, chiều cao của cái mảng A của Shira về Shira gì Shira như sau. Đây tôi viết thêm ở đây nhé, cái này viết thêm bên trên cái hàm nhé. Thời gian chạy của cái hàm này nó là o lớn của h, h là chiều cao của cái cây như phần đó, hay là nó chính là bằng là o lớn của loga m n thôi, rất là hay nhé. Như vậy cái hàm mà chiếc đam này nó có thời gian chạy rất là nhanh, nó luôn là có cái bậc của nó loga n thôi, nó không hiểu nó đến nó luôn là bậc n thôi. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ em sang cái mô tả cái hàm chính này. Thầy ơi, cho em hỏi chút là trong giả sử nếu mà trong trường hợp này mà cái index L lại lớn hơn cái index của thằng R ấy, sao? Thì nếu mà cái giá trị của cái nút L lại lớn hơn nút của R thì nó lại sẽ dịch chuyển cái thằng R lệnh ở cái cạnh lệnh này. Kiểu giả sử cái nút bên trên mà nó bé hơn cả cái nút L và nút R, nhưng mà nút L lại lớn hơn nút R ấy ạ. Ừ. Cái lệnh này nó sẽ dịch chuyển cái R nó lên, nó sẽ thay đổi vị trí với cái R với cái nút chính đúng không ạ? Không, không chỉ là nút L đấy. Nếu mà AL mà lớn hơn AR nhé. Vâng. Thì cái hệ lệnh này nó không xảy ra. Vì chỗ này là in, chỗ này là đây là L rồi này. Đó, đây là L rồi này. L rồi này. Thì nếu mà AR mà lớn hơn AL ấy, AI lên nhỏ hơn AL thì nó chuyển đổi với AL thôi. Thế không nào? À vâng. Đúng không nào? Đấy. Nó sẽ đổi chỗ với cái phân tử nào mà nó ở phía dưới mà nó lớn nhất cho hai số đó, mà lớn hơn cái số ở trên thì nó mới đổi. Đấy. Chứ nó phải tìm bên trái trước rồi tìm bên phải sau là như thế nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta gọi cái hàm chính này. Cái hàm này người ta kêu là hàm maxi. Max hip cái này đúng nè. Đây là cái hàm là đây là cái hàm rất quan trọng. Cái hàm này là cái hàm mà gì? Đây là cái lệnh gì là nó cho trước cái mảng A và nó sẽ thiết lập một cái hip từ cái mảng A này bằng cách là đổi chỗ các vị trí. Nên trước kia tôi nói rồi, nhưng nó làm như sao chúng ta dùng lệnh cũng đúng lệnh, nó rất đơn giản. For i in range là chúng ta lấy phần tử gì, lấy cái phần tử là phần tử nút trong cuối cùng, cái này nhé, nút trong cuối cùng
trừ 1, đây là trừ 1. Bậc đi ngược trở lên, đi ngược trở lên. Nghe. Mà chúng ta dùng cái sheet down. Sheet down 3i. Được chưa? Thì bây giờ làm kiểm tra thử nhưng tôi test cho các bạn xem nhé. Test case. Okay. Yeah. Tôi cho chữ phần thủ bất kỳ thôi nhé. Mười này, một này, ba này, chín này, bảy này, 20 này, 45 này, đó, được chưa? Sau tôi gọi cái hàng maxi, maxi, này, max, hiệp, đấy, à, sau đó tôi in ra, tôi đi nghĩa là kiểm tra xem ai có là max hiệp hay không nhé. Tôi có thể viết cái hàm để tôi kiểm tra luôn đấy cũng được nhé. Cái hàm đó, cái hàm đó các bạn có thể viết để tôi tìm trở lại để xem. Để hàm hàm này như này, này. Cảm giác hình như có vấn đề đúng không? Lena. Để tôi kiểm tra một chút nhé, xem có đúng không như hàng tôi lấy cái vì nguyên tắc cái hàm này kia là nên chỗ này tôi thấy bị sai rồi đấy, nó không đúng rồi đấy, thì tôi kiểm tra, tôi xem sai chỗ nào nhé, kiểm tra xem nó xem sai đâu nhé. Đây, cái này nó vẫn không thay đổi đúng không nào? Bây giờ tôi tôi đây nó không thay đổi đúng không nào? Bây giờ tôi làm sao cho nó không thay đổi? Nó vẫn là 2, 11, 3, 9, 9, 7 đây đó. Sau lệnh mắc hít nó phải thay đổi nhỉ? Có chuyện bị sai như nào, còn kiểm tra cùng tôi nhé. Ở đây nó còn lắm. Test key. Sau đó nha, sau đây in này ra lệnh này sao nó không thay đổi nhé, nó không thay đổi thì là sai. Để tôi một chút nhé. Đây là cái hàm móc xếp đây.
Tôi cứ chào chứ tôi được tôi bóc một chút nhá. Xem vì sao lại không chạy chỗ này, nhưng tôi in lên tí vậy. Để tôi một chút tôi thêm lên một dòng lại để xem in nhé. Clean này. Để tôi kiểm tra thôi. Được chỗ. Y phải. Index. Xem nó chạy vào đây không nhá. Nhìn ra cái mặt, chạy thử xem nó ra. Bao nhiêu lần thường nó chưa vào đây này. Chứng tỏ nó không chạy vào chỗ này đúng không? Nhưng đâu nó chạy vào, nó xuất phải ra, nó không chạy vào đây. Vậy nó có lỗi gì đó ở đây nhé, để các bạn thử xem một tí nhé. Nó chưa vào đây chứ nó không chạy. Nhưng mà cái bảng A, cái hàm này nó không gọi. Chút nhất thì tôi được kiểm tra một tí tiệu thôi. Sao nó ra nó cũng chạy vào đây này. Ở chỗ hàm cuối cùng đó thôi. Hàm mắt hít lén của á chế cho hà. Ở đây á. Biết là cái hàm mà cái đây là cái phần tử trong cuối cùng, chúng ta chỉ kiểm tra phần tử trong thôi, không kiểm tra trên toàn bộ nhé. Chỗ đây không phải như này nữa, đến đời ở chỗ khác ấy. Xem là nó ở đâu nhé. Nhiều khi nó là tôi cũng chạy thử một cái, tôi biết thêm cái phương án 2 là phương án của cái hàm ship down này là không được quy nhé. Xem như nào, tôi cứ được tôi tạm thời tôi để như này, tôi để cái hàm để quy nhé. Để quy tôi để như này. Đấy, để cho anh dùng là để quy như này. Mình viết lại cái hàm này nhưng mà không được quy, xem nó chạy không nhé. Hàm này cũng biết thế, tôi viết lần đây. Tôi lại viết lại một lần nữa, nhưng tôi viết phương án 2 của hàm ship down nhé. Down của A này, Y này. Đây là phương án không để quy nhé. Không để quy. Được rồi. Làm như sau này tôi đặt last bằng là chỉ một nha.
những cái mà quy tới kết quả, để kết quả để xem là nó có chuyển xuống hay không này nhé. Rồi tôi vào cái vòng lặp quy như này nhé. Khi nào mà các quy nó sai thì là nó thì là ta dừng lại. Lần sau lẽ L bằng lẽ FI. Ừ, như vậy thôi, L bằng Y. Các bạn có thể cố với tôi cái hàm này nhé. I. Rồi, sẽ là in the X bằng Y. Hàm điểm là chữ đầu tiên thôi. Chỉ khác như sau. Bây giờ là if này. If L nhỏ hơn là bằng last and I nhỏ hơn hẳn AL, nhưng chuyện này nó phá vỡ. Phá vỡ thì chúng ta đặt là index bằng L. If L nhỏ hơn là bằng last đúng trên and nhỏ hơn R thì chúng ta đặt index bằng R. Rồi ở đây chúng ta đặt như sau, chúng ta đặt là cái KQ bằng index khác với I đó, là if mà KQ nếu mà quy mà đúng ấy thì chúng ta sẽ đổi chỗ. Đổi chỗ thì ta copy cái này xuống, copy cái này xuống chính là nó đấy. Sau chúng ta bị đặt là y bằng index để quay lại, để quay lại cái vào vòng lặp này. Đấy. Nhưng cái đây là phương án không được quy của cái hàm này. Mình tôi chạy thử nhé, xong rồi tôi vẫn chạy cái hàm này, tôi vẫn chạy cái hàm này, chạy thử nó không ra, nãy nó không ra, chạy thử nó không ra là thì là nó có vấn đề gì đó, để tôi kiểm tra. Vẫn thế nhé, vậy suy ra đây nó có vấn đề ở chỗ này thôi, vấn đề cái hàm mắc này thôi. Nhưng vậy cái hai hàm này đều không sai, cả hai phương án này đều không sai, để quy của quy đều không sai. Số hai mặt lén của A thì cho hai chung một thôi. À thì cho hai đúng không? Thì thiếu cho hai này đúng. Đúng không? Cho hai đúng không? Đúng như cho hai trừ một thiếu siêu tư thì cho hai nhé. Cho nhầm như này đúng rồi. Đấy, thì cho hai các bạn nhầm lộn số các bạn, nhưng đây là thì cho hai trừ một nhé. Đấy, tôi biết lại quên rồi cả số hai đó nhé. Xem bên này thì biết số hai bên này chưa? Cái hàm bên này. Cho 2 trừ 1 nhé, đó. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra chạy lại xem không được không nhé. Cả hai phương án nhé. Phương án đây là phương án là thế này. Đây là 20-45, đây kiểm tra lại một chút nhé, xem không được không nhé. Bây giờ tôi kiểm tra lại cái này nó là 20-45-7. Đúng rồi, không sai đấy nhé. Bây giờ tôi kiểm tra lần nữa cho yên tâm này. Bây giờ tôi di tích một cái hàm là hàm kiểm tra đây nữa cho yên tâm. Tôi kiểm tra luôn trên máy tính luôn nhé. Đây DF này is max hip này. Đây là cái hàm mà hàm này là hàm mà tôi đã viết lỗi ở bên này rồi đấy, đúng không? Đây này, cái hàm này, cái hàm kiểm tra xem là một cái đây này, xem là cái một cái dây A cũng tôi làm max hip hay không nhé, thì cần kiểm tra như này thôi. Đấy. Làm được nhé. Thì bây giờ đây tôi ghi lại cái hàm này nhé. N bằng len for E in range N chứ hai. Đấy. Vì là if này, if left E nhỏ hơn N and AI
nhỏ hơn. À, left y. Từ một chút này ở đây nhé. Xuống dưới xuống xuống lòng ấy, ho này, mở ngoặc này, ngoài, y, nhỏ con lên nè, hen, a y, nhỏ hơn a, ngoài, y. Nếu như này thì là tự vào đi thường. Kiểm tra xem nó có làm móc hay không nhé. Đây, để tôi kiểm tra cho này. Ở đây kiểm tra như if này, if is móc ship này. Đấy, thầy thử để cái print A ở ngoài cái lệnh if ấy để xem là nó có phải mắc ship ban đầu không. Tôi làm chỗ này à? Thầy thử xem. Vâng, kiểu không kiểu để nó không có cái tag ở giữa. Ở đây đi. Vâng, này đi xem à? Lại. Vâng. Tôi thầy thử xem lại. Nó bị kiểm tra nó bị lâu. Nó không qua cái này. Nhưng mà em thấy là nó có số 20 ở đầu ấy. Nhưng mà 45 nó tới 20 mà thấy. À ừ đúng. Vậy vẫn chưa được à? 45 nó phải lâu lâu đúng không nhỉ? Tôi kiểm tra lại cái này nhé. In ngay ở đây thôi. Ừ, cái này vẫn chưa được đúng không? Vâng. Cái này vẫn chưa được. 45 phải ở đầu. 45 phải ở đầu đúng rồi. Nhưng mà công chỗ đó nó bị sai đấy đúng không? Nhưng mà cái lệnh này vẫn có gì đó bị lỗi đấy. Tôi chạy rất ngon lành thì sao tôi lấy là kiểm tra trước khi bên lớp tôi đã kiểm tra bình thường nhá, chạy rất bình thường. Đây là tôi lên đây đâu sao nó bị như này, mà cái này nó không ra ngay, nó lại bị lỗi ở đây nhỉ.
À đúng rồi, tôi cũng đã phải anh thử kiểm tra xem lại in ra đây nó không làm mất hết đâu. Nó không làm mất hết nữa. In ra nó sẽ báo lỗi, nó không làm mất hết nữa. Nhưng mà chỗ này nó vẫn bị lỗi thế này. Thì các bạn cùng với tôi cùng nhau kiểm tra lại nhé. Cái này nó rất đơn giản thôi mà. Cái lệnh này là chúng ta xem lại cái mệnh đề của chúng ta nhé. Cái mệnh đề của chúng ta là gì? Là cái phân tử lá cuối cùng nó là cái gì? Đây. Kiểm tra cái phải đi từ phân tử lá cuối cùng. Còn phân tử là mệnh đề 1 này. Đây này. Phần tử nó trong cuối cùng của A chính là phần tử này này. Đấy. Phần tử lá đầu tiên là phần tử này. Nhưng mà đến chúng ta kiểm tra cho tất cả các phần tử trong. Nhé. Trong cuối cùng tôi đi từ cuối lên trên. Không có chính xác, không có gì là sai. Thì từ lên A ngược trở về không. Đổi chỗ rất nhiều, bây giờ tôi kiểm tra xem đổi chỗ nhiều không nhé. Để tôi thêm lên một cái lệnh nữa cho yên tâm này. Vì ở đây tôi dùng, đây tôi đang dùng cái phương án là không để quy đúng không? Bây giờ tôi ở đây tôi cho một cái vào đây cho yên tâm nhé. Để tôi có quy vào được chỗ này. Xem đổi chỗ bao nhiêu phần tử thì biết ngay nhé. Xem có đổi chỗ với đây phần tử không hay không nhé. Tôi sẽ kiểm tra lỗi, bắt lỗi ở đâu nhé. Đúng chỗ 3726 tôi kiểm tra một chút nhé. Vùng 2 này. Đây các bạn đã được một chút nhé. Bây giờ tôi sẽ copy cái này sang cái máy của tôi và tôi sẽ vào cái giấy tôi kiểm tra trên kiểm tra ở trên đấy nhé, kiểm tra trên trên giấy nhé. Tôi làm trên giấy nhé. Đây. Tôi copy cái này sang cái màn hình bên kia nhé. Sang cái màn hình này này, và tôi sẽ làm trên giấy cho chúng ta hình dung xem nó sai thế nào. Nhé. Thì bây giờ cái này chúng ta mà này nó sẽ như thế này, tôi làm một chút thôi. Đây là 2 này, 10 này, 1 này, 3 này, 9 này, 7 này, 20 này, 45 này, đúng không? Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái này nhé. Đây từ chỉ số này. 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Chúng ta bắt đầu từ cái chỉ số là số 3 nhé. Chỉ số 3 đúng không? Tôi copy cái này sang bên kia và tôi kiểm tra. Này là tôi kiểm tra trực tiếp thì biết ngay là nó sai ở đâu nhé. Này. Đấy. Nhé. Đầu tiên là đổi chỗ 37 này. 37 là cái này nhé. Đầu tiên nó là 37, như vậy nó sẽ đây nó sẽ là 45 này. Đấy. Đổi một chút nhé. Đây là 45 nhé, đây sẽ là số 3 ở đây nhé. Rồi. Xong nhé, bây giờ tôi xem sau là 26 nhé, tiếp theo là 26. Bốn nhau là xong nhé. 26 tôi sẽ chia đây, nên đây nó sẽ là 20 này. Đây nó sẽ là 1 này. Đấy. Xong nhé. Sau đó là 13
13 đây nó sẽ là mầm, đây nó sẽ là 45. Đây nó sẽ là 10. 10 nhé. 13. Rồi, sau đó là 02. 02. Đây là 20 mà. Đây chỗ này là bị sai nhé. Chỗ này là không, chỗ này là 02, chỗ này phải là 0, phải là 01 mới đúng. Nhưng mà cái chỗ này là bị sai này. Cái chỗ này là bị sai như này. Thì tôi kiểm tra lại cái này, đây, cái này bị sai. Sau khi là 13 rồi, sau khi 13 rồi thì thằng này nó sẽ làm 45, đây là 10. Đây là 10 thì nó đổi 02 thì là sai. 02. Sau đó là 25. Mình đổi cái này lên đây là, bên đây là 20. Thằng này xuống là 2. Sau đó lại đổi xuống 5 ở đây. Đổi xuống 5 ở đây, đây nó sẽ là 7. Đây nó sẽ là 2. Vậy đáp số của nó sẽ là 20. Này, đáp số của nó là như thế này. Nên mình đang bị sai một chỗ nhưng mà tôi kiểm tra sai ở đâu nhé. Thế đáp số của nó là gần này. Tôi sẽ copy cái tài sản kiểm tra làm sai ở chỗ nào nhé. Này, chúng ta làm có nhân để bóc một chút ở đây. Nhưng mà đây sẽ là 20 này. 20 này, 45 này, 7 này nhé. Sau là 10 này. Sau là 10 này. 10 này, 9 này, 2 này, đúng không? 1 và 3. Đấy, như vậy là nó bị sai ở chỗ này. Nó bị sai ở chỗ này các bạn ạ. Nó bị sai ở chỗ này. Nên không rồi thì vì nguyên tắc 45 đổi đến đây nhưng 45 không đổi. Mà nó có đổi 13 rồi nhé. Nó có đổi 13 ở đây, suy ra là 45 nó phải là lên đây thì mới đúng. Sao nó mà đổi 2 với thằng này mới đúng. Đây nó phải, chỗ này nó phải là, chỗ này phải là 01 thì 01 thì mới đúng nhé. Đấy. Và nó sẽ đổi xuống nữa nhưng mà đi sai. Còn sai đâu chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đấy. Như vậy chúng ta để bút ra hay chỗ sai. Nhưng mà nó sai ở bên trong cái lệnh, bên trong cái hàm của chúng ta nhé. Nhưng mà bây giờ là hết giờ luôn rồi. Thôi bây giờ chúng ta tạm thời dừng ở đây nhé. Để các bạn cùng với tôi chúng ta cùng nhau về xem lại chương trình này xem nó sai ở đâu nhé. Đấy, và tôi sẽ gửi cho nhóm ngay cái phiên bản đúng nhé. Các bạn cùng kiểm tra với tôi nhé. Như vậy nó sẽ sai thế nào. Đúng là bị hơi, tôi không kiểm tra kỹ cái này nhưng mà nó hơi bị. Cái này tôi làm rất nhiều mà thấy nó rất là không có gì lỗi cả. Không theo đây đi. Chỉ sai một chút nhỏ thôi làm bị lỗi. Thế thôi nhé, bây giờ chúng ta nghỉ đi. Vì tôi không có thời gian nữa. Bây giờ các bạn về nhà và tôi sẽ tìm ra lỗi, tôi gửi các bạn anh cái phương án đúng nhé. Được rồi. Thì tôi thêm một câu nữa thôi để cho chúng ta kết thúc chuyện này. Hôm nay là học được rất ít, chứ tôi định nói rất nhiều nhưng mà rất ít, làm quá như vậy. Như vậy là cái nôm na là cái hàm Maxit này là cái hàm rất quan trọng, những cái hàm này là hàm lõi rất quan trọng. Cái thuật toán Maxit này là để biến đổi cái nôm na này này nhé. Cái hàm mà chúng ta vừa mới làm xong ấy, nó hơi lỗi, chúng ta cũng gọi là cái hàm Maxit nhé. Nó nhìn nơi sai ở chỗ đây, nơi sai ở cái chỗ ở bên trong cái lệnh ship down thôi. Cái hàm Maxit A này nó biến đổi A trở thành một cái Maxit nhé, một cái Maxit đấy. Biến đổi A thành cái Maxit nhé. Mà cái Maxit là một cái dãy mà nó có chất là nó gần giống với cái dãy là đơn điệu giải. Gần giống mà nó không phải sắp xếp lại. Vậy này nó khác lệnh sắp xếp. Đó thì có một cái lệnh rất quan trọng ở đây. Có một tính chất rất quan trọng này. Thế này chúng ta phải chứng minh trong buổi sau hoặc chúng ta về nhà nhé. Tính chất là gì? Là hãy chứng minh sau đây là chứng minh cái thuật toán trên. Chứng minh là cái thuật toán. Chứng minh là cái thuật toán Maxit. Cái này thì hàm lượng này rất quan trọng nhé. Maxit A có độ phức tạp. Có độ phức tạp. Đây là kết quả quan trọng nhất của hôm nay nhé. Mà tôi không kịp nói. Có độ phức tạp thời gian. Thời gian chỉ là O, N thôi. Không phải N log N. N log N thì là dở. Thì nó lại tương đương với lại sắp xếp. Mà đây là không phải sắp xếp, nó cần sắp xếp đúng thôi. Rất hay, nhưng mà nó rất hay, nó có thời gian chạy chỉ là tuyến tính thôi. Tuyến tính thôi, rất là nhanh, rất là hay. Đây là kết quả quan trọng nhất của cái rất quan trọng của cái Maxit.
và chính cái quả này này nó giúp cho xây dựng lên toàn bộ cái mô hình của cái em hàng đầu ưu tiên. Chắc là buổi sau tôi sẽ nói sang hàng đầu ưu tiên. Bây giờ các bạn này, các bạn về nhà, các bạn cùng với tôi, các bạn cùng kiểm tra lại cái chỗ sai ở đâu nhé. Tôi nghĩ sai một chỗ nhỏ thì không lớn. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay rất xin lỗi vì tôi không hiểu sao tôi đã bị lỗi đó, không thể nào tìm được cái lỗi nữa. Về nhà các bạn cùng tôi kiểm tra và chúng ta cùng nhau trao đổi ở trên nhóm nhé.